Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào quý vị và các bạn, trong video này tôi xin giải đáp thắc mắc của một số quý vị trên cả nước có gửi câu hỏi về chúng tôi như sau. Có nên dùng kết hợp cây mật nhân và cây cà gai leo trong việc điều trị bệnh viêm gan B hay không? Ở video này tôi sẽ cùng quý vị và các bạn đi giải đáp chi tiết câu hỏi trên. Như quý vị và các bạn đã biết, trong kho tàng cây thuốc Việt Nam có hàng nghìn loại thuốc quý. Riêng đối với bệnh viêm gan B thì cây thuốc đầu tiên phải kể đến là cây cà gai leo. Một cây thuốc có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân mắc bệnh về gan, song không phải chỉ có cà gai leo là có tác dụng quý đó. Hôm nay, Thảo Dược Thuốc Nam Nguyễn Thi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị cây thuốc nam khác cũng có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân suy giảm chức năng gan, đó là cây mật nhân. Chúng tôi cũng xin giới thiệu chi tiết về cây mật nhân như sau. Cây mật nhân hay còn gọi là cây bá bệnh, cây bách bệnh, nó có tên như vậy vì cây mật nhân có tác dụng điều trị được hàng trăm bệnh. Bộ phận dùng làm thuốc của cây mật nhân là rễ và thân của cây mật nhân. Về tác dụng của cây mật nhân hay cây bá bệnh, cây mật nhân có vị đắng, có tính ấm, có tác dụng hữu hiệu trong việc điều trị một số bệnh sau. Thứ nhất là bệnh đau nhức, mỏi gối, đau xương khớp. Thứ hai là tăng cường chức năng gan, hỗ trợ và điều trị bệnh viêm gan B rất tốt. Thứ ba là điều trị cảm mạo, hạ sốt. Thứ tư là điều trị bệnh đường ruột. Thứ năm là điều trị rối loạn cương dương, điều trị bệnh yếu sinh lý. Vậy thì những đối tượng nên sử dụng cây mật nhân là những ai? Là những bệnh nhân suy giảm chức năng gan, bệnh nhân bị viêm gan B, bệnh nhân đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối, bệnh nhân suy giảm chức năng sinh lý, bệnh nhân bị cảm sốt, bệnh nhân bị tiêu hóa kém và viêm đại tràng. Về mùi vị của cây mật nhân có vị đắng ngậy, chính vì vị đắng này tạo nên cảm giác cải thiện chức năng gan, hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B của cây mật nhân. Vậy có nên dùng cà gai leo kết hợp với cây mật nhân làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B hay không? Cà gai leo kết hợp với cây mật nhân sẽ tạo lên bài thuốc quý có tác dụng rất tốt cho bệnh nhân viêm gan B. Ngoài ra, bài thuốc này còn có tác dụng tăng cường sức khỏe và bồi bổ cơ thể. Vậy thì liều dùng và cách dùng kết hợp cây cà gai leo và cây mật nhân như sau. Thứ nhất, cà gai leo 30g, thứ hai, mật nhân 10g. Chúng ta đem hai vị thuốc trên lống với 1,5 lít nước đun sôi nhỏ lửa trong vòng 15 phút, sau đó chắt nước uống hàng ngày. Lưu ý với quý vị và các bạn uống lên cách bữa ăn khoảng 20 phút. Và chúng ta có thể kết hợp thêm cây sả đen, khi đó mùi vị sẽ dễ uống và hiệu quả cũng rất tốt. Về tác dụng phụ thì qua kiểm chứng cho thấy cây mật nhân và cây cà gai leo không gây kích ứng và tác dụng phụ cho người sử dụng. Và sau đây tôi cũng xin lưu ý với quý vị và các bạn khi sử dụng cây mật nhân làm thuốc như sau. Thứ nhất là không dùng cây mật nhân cho phụ nữ có thai. Thứ hai, không dùng cây mật nhân quá liều lượng, nếu dùng quá liều lượng sẽ rất đắng, khó uống và có thể gây ngộ độc. Thứ ba là khi dùng để điều trị bệnh viêm gan B, suy giảm chức năng gan, không áp dụng bài thuốc này để ngâm rượu mà lên sắc uống. Nhiều bệnh nhân sử dụng ngâm rượu sẽ gây phản tác dụng và không có lợi cho gan. Như vậy, vừa rồi tôi đã giải đáp cho quý vị và các bạn liên quan đến câu hỏi có nên dùng cây mật nhân và cây cà gai leo để điều trị bệnh viêm gan B hay không. Và tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, hiện tại Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi nay thuộc công ty Thảo Dược số 1 có cung cấp tất cả các loại thảo dược quý, trong đó có cây mật nhân, cây cà gai leo. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến cây mật nhân, cây cà gai leo hoặc có nhu cầu sử dụng hai vị cây thuốc trên để làm thuốc phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi nhận chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng với phải thanh toán. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.